điên loạn về tâm thần, suýt chết. Nhưng mà nhờ Jivaka là người trợ thần, gọi là đệ tử của Đức Phật, dẫn ông đến gặp Đức Phật, và Đức Phật đã khuyên vua bằng một câu phát biểu rất ngắn gọn, có giá trị trị liệu rất cao. Trong đời có hai hạng người. Thứ nhất, từ lúc sinh ra cho đến lúc nhắm mắt chưa từng tạo tội, họ là những bậc thánh, bậc thánh từ thổ lọc lòng. Hạng thứ hai, sinh ra không có lỗi thì có tội, hoặc là vừa có lỗi vừa có tội, nhưng sau khi được nhắc nhở, được giáo dục, được khuyên, họ ý thức với một cam kết là không tái phạm trong tương lai. Đức Phật kết luận họ cũng là một bậc thánh. Giữa hai bậc thánh thì bậc thứ hai là đáng trân trọng hơn. Ý Đức Phật muốn nói là bậc thứ nhất là không có trong cuộc đời, chỉ là lý tưởng mà. Hay nói một cách khác là cái lỗi lầm và sai suốt của con người đó, đôi lúc như là một thuộc tính, đôi lúc như là một thói quen, đôi lúc như là một cạm bẫy, đôi lúc như là một cái nghịch cảnh, đôi lúc như một cái tình trạng thiếu kiểm soát tâm, và nhiều nguyên nhân khác nữa có thể thông cảm được. Luật pháp thì có những cái khung hình phạt nhất định, không thông cảm, phải xử bắn đối với những cái tội phạm quá nặng để răn đe cho những người khác không có cơ hội lao theo con đường sai lầm này để làm giàu, để sống một cách nhẫn nhơ ngoài pháp luật. Còn đạo đức thì cho phép có sự thay đổi. Tại vì nếu cái tâm nó không thay đổi, chết đào thai ra kiếp sau, nếu tiếp tục là con người thì cũng là thế giới xã hội đen đó. Cái nhân quả nó tiếp nối theo. Nên theo Đức Phật dạy thì không nên tử hình, chung thông, chung thân là đủ rồi. Thì trong lúc mà ta bị quản thúc chung thân đó, ta học được những điều hay, những lẽ phải, thay đổi bằng sự sám hối, bằng sự làm mới, sẽ làm cho họ trở thành một con người hoàn toàn khác. Sống với tội, sống với lỗi thì khổ lắm, bởi vì tâm của mình nó bị dằn vặt bởi lương tri. Thì có một điều tâm lý Phật giáo dạy chúng ta đó, nhận thức về lỗi là con đường để trở thành thánh, nhưng đừng để cho mặc cảm tội lỗi trở thành là một cái đà cản cái sự tiến bộ và chuyển nghiệp của bản thân. Rất nhiều người rơi vào tâm lý này, kể từ khi làm một cái lỗi lầm nào đó, họ rai rứt suốt cả cuộc đời. Hai tháng trước khi thuyết giảng tại một trường hạ ở Cần Thơ, một người mẹ do vì chậm cái phản ứng khi đứa con trai bị ngộ độc thực phẩm, thay vì đưa đến bệnh viện để cấp cứu thì bà lại cho uống thuốc bắc. Và do vậy cái ngộ độc thực phẩm nó làm cho cậu con trai này bị chết đi. Gần 15 năm đã trôi qua, nỗi đau đó vẫn còn ám ảnh bà. Bà khóc hoài và gương mặt bà như là một người bị điên loạn 30%. Vì nghĩ rằng là cái chết của cậu bà do chính bà tạo ra, mà trên thực tế đó là do phản ứng sai, cái sơ suất thôi, chứ bà đâu có dụng ý đâu. Bà thương con mà. Ấy thế mà giàu đi nghe, đi tư vấn rất nhiều hòa thượng, thượng tọa, các giảng sư, nhiều năm qua mà bà vẫn không an lòng. Khi gặp chúng tôi đã giải thích đến cả 4 lần mà bà cũng không an tâm. Đến lần thứ 5 chúng tôi phải làm căng với bà thôi. Bây giờ bà muốn hạnh phúc, bà phải buông hết cái mặc cảm về tội lỗi. Để nói xong rồi bà phải bỏ đi luôn, chứ không dám ngồi lại nữa, nồi nữa. Bà sẽ cứ hỏi tiếp. Thôi vì vấn đề ở chỗ, cái thai rất đó bà không chịu bỏ. Nhưng khi mà cái hiểu về Phật Pháp, về nhân quả, về chữ nghiệp, bà đã được bao nhiêu thầy hướng dẫn rồi. Vấn đề còn lại là không tự tin rằng là nhân quả nó sẽ không ảnh hưởng xấu đến bà. Và cứ cái đoạn mà đó làm cho bà cảm giác rằng là mình là kẻ tội đồ. Cho nên 15 năm qua chưa từng được hạnh phúc. Ở đây là một sự vô tình thôi mà còn dẫn đến một hậu quả nghiêm trọng, huống hồ những tình huống là cố ý. Cho nên tránh tội bằng chữ nghiệp, tránh tội bằng đạo đức, tránh tội bằng làm việc tốt, tránh tội bằng sự dấn thân phụng sự, vô ngã vị tha, sẽ là một cái nguồn dẫn đến sự an vui thật sự. Điều thứ năm, an vui vì có trí tuệ. Đức Phật nói kết luận trong bản kinh này, trong năm điều an vui, an vui thứ tư nó thuộc về nền tảng,
an vui thứ năm đó nó thuộc về sự quyết định. Tại vì có trí tuệ đó thì ta không thể nào chấp vào sở hữu. Có trí tuệ ta không thể nào tiêu phí phước báo. Có trí tuệ ta không thể nào là một kẻ mượn nợ vay nợ mà không trả, để bao nhiêu người phải điêu đứng. Có trí tuệ thì ta không thể nào dấn thân vào các hành động nghề nghiệp, sứ mạng, lý tưởng, mục đích tiêu cực cho mình, ảnh hưởng xấu cho người. Cho nên trí tuệ là nền tảng quan trọng nhất để quyết định. Mà trí tuệ là gì? Là kiến thức và đời sống đạo đức. Đó là định nghĩa ngắn gọn nhất, bao quát nhất. Kiến thức về nhân quả là một loại trí tuệ. Có kiến thức về nhân quả đó thì ta không còn mê tín dị đoan, không còn tin rằng là vũ trụ do một thượng đế sắp xếp rồi sáng tạo, mọi vận hành diễn biến tiêu cực tích cực thế này thế kia của mình, của người, của xã hội như là một sự sắp đặt sẵn. Tất cả những cái đó là nó quy luật tự nhiên của nhân quả ta. Rồi do vậy ta không còn tin là nguyên nhân đầu tiên, ta không còn tin là những yếu tố may rủi hên xui, ta không tin có những hiện tượng ngẫu nhiên. Tất cả nó là quy luật trong tự thân. Có điều là kiến thức của mình, kiến thức khoa học, kiến thức phương pháp, kiến thức phân tích ta còn giới hạn, cho nên không thấy được mối quan hệ biện chứng giữa nhân và quả ở hiện tại, quá khứ, trong một mối tổng hòa giữa chúng với nhau. Sự ngộ nhận đó dẫn đến nhiều hậu quả rất nghiêm trọng. Muốn có trí tuệ thì làm gì? Đọc kinh là một những phương pháp rất tốt. Nhiều năm qua chúng tôi chủ trương dịch nhiều bản kinh, đọc tụng thường xuyên từ những bản kinh thấp đến những bản kinh cao. Ngoài những bản kinh nghi thức mà các chùa trong mấy chục thế kỷ vừa qua tại Việt Nam và Trung Quốc đã sử dụng. Sở dĩ làm như thế đó là bởi vì mỗi một bài kinh đó nó là một cái nguồn trí tuệ khác nhau. Hiểu theo thực phẩm học đó, nó là một dưỡng chất tâm linh. Đức Phật trong suốt cuộc đời 49 năm của Ngài thuyết giảng gần 300.000 bài kinh. Rất tiếc là các tổ sư khi thiết lập các pháp môn đó, giới hạn cho ngắn gọn mỗi một pháp môn chỉ có 2-3 bài kinh thôi. Như vậy là các hành giả các pháp môn đó, là một hoàn cảnh là suốt cả một đời tu tập đó, ta chỉ có nạp vào trong cơ thể tâm linh này một số dưỡng chất. Và do đó rất nhiều dưỡng chất trong hàng trăm ngàn bài kinh còn lại ta không cơ hội để tiếp xúc. Đó là một sự thiệt thòi lớn. Với nên thằng đó thì tôi xin kính chúc tất cả chúng ta có đầy đủ được năm an vui mà bản kinh Đức Phật đã tặng hiến đến chúng ta, và sống trên năm an vui đó để sự sống luôn luôn là một niềm vui thật sự. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát. Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0938632991, 0937693196. Email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanthoc.com.